Hello, xin chào tất cả các mẹ đã đến với video ngày hôm nay của Shop Mẹ Thảo ạ à. Hôm nay Shop Mẹ Thảo sẽ đến cùng với cả nhà một chủ đề đó chính là lựa chọn sữa cho con Và hôm nay Mẹ Thảo sẽ review cho các mẹ một cái dòng sữa, một cái thương hiệu rất là quyền tổ với các mẹ Nutifood Trên tay Mẹ Thảo đang cầm là Nutifood food Loot Colot Immunia. Đây là cái dòng sản phẩm với thương hiệu đến từ Thủy Điển được nhập khẩu tại Singapore Mang một cái bộ kháng thể sữa non vô cùng độc đáo luôn Vậy bây giờ chúng ta vào cùng tìm hiểu nha Với Global Loot Colot mang đến một cái bộ kháng thể ở đây đây đó chính là Colot Immunel là sữa non hấp thu tốt hơn sâu với những dòng sữa non thông thường gấp nhiều lần và bạn này nó đưa ra được kháng thể IGC được nhập khẩu hoàn toàn tại Mỹ nó giúp tăng đề kháng cho con hạn chế tối đa ốm vặt kết hợp ở đây đó chính là sữa non 24 giờ với kháng thể IGC và 2 HMO giúp tăng đề kháng sâu từ bên trong ngậy vi chi đường ruột cho bé hạn chế tối đa ốm vặt cho con với công nghệ ở đây là FDRI nó hỗ trợ nhân ba công dụng lên bổ sung ở đây gồm có đó chính là chất sơ MOS và 2 HMO kháng thể FIR có từ sữa non 24 giờ và 100% sữa non 24 giờ luôn nha cả nhà nha. Là sự kết hợp của bộ ba dưỡng chất Immunel sữa non 24 giờ và 2 h cho bé nhà mình có trong em này. Với sữa non ấy thì ở đây ông bà bố mẹ nào cũng tìm hiểu rồi, nó sẽ là cái dòng hỗ trợ về tăng đề kháng cho con tự nhiên nhất. Và em này thì nó đưa được cái dòng sữa non cao cấp 24 giờ được nhập khẩu tại Mỹ. Và cái dòng này thì là con lót Immunel nó là cái dòng cao cấp. Nó giúp hấp thu tối ưu vào trong cơ thể của con. Kết hợp với 2 h giúp tăng cường hệ miễn dịch từ sâu bên trong cơ thể của con và gần tết ý, thì với các bé đi chơi nhiều này bên cạnh đấy cái thời tiết nó nồng ẩm nên là nó nó kiểu nồng ẩm hanh hanh nên là các con rất là dễ ốm bệnh luôn thì các mẹ đã lựa chọn được dòng sữa ok nào chưa ạ hãy đến trong go blood colot này nhá rất xịn xò và chất lượng luôn em này còn hỗ trợ cả về tăng cân cho con với cái hàm lượng lysine kết hợp với sắt kẽm giúp kích thích cho bé như mình ăn ngon hỗ trợ tăng cân kết hợp với vitamin trong nhóm b thúc đẩy trong cái quá trình chuyển hóa trao đổi chất cho con với cái hàm lượng chất đạm ở trong mặt này đó chính là 16 mg và cái lon mẹ thảo đang cầm là lon một cộng ạ à. với bên cạnh đấy chất béo của bạn này gồm đó chính là 21 mg luôn trong 100 g sữa bột nha giúp cung cấp được một cái hàm lượng đạm béo cao để giúp bé hấp thu tăng cân tối ưu vượt trội cho bé như mình với em này cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa của bé như mình bởi vì nó có hai hmo luôn kết hợp cùng với chất sơ hòa tan s và, và imunolin kích thích cho bé nhà mình ăn ngon cung cấp những cái lợi khuẩn ở trong đường ruột cho con hỗ trợ tiêu hóa tốt và khỏe mạnh cho bé như mình và các mẹ của biết rồi đấy khi mà hệ tiêu hóa tốt thì nó cũng là gốc rễ của hệ miễn dịch nơi này sản sinh ra những cái kháng thể để hạn chế tối đa ống vào cho con và còn hỗ trợ và chiều cao cho con nữa nó cung cấp được canxi này phosphor này vitamin d 3 kém để giúp bé duy trì được hệ xương chắc khỏe, giúp xương răng chắc khỏe cho con, hỗ trợ phát triển về chiều cao tối ưu vật trội. Và hàm lượng canxi si trong bọn này là 610 mg trong 100 g sữa bột trong lon số 1 mê thảo đang cầm. Và còn hỗ trợ phát triển về não bộ cho con bởi vì hàm lượng DHA cao lắm. Với bạn này 25 mg trong 100 g sữa bột là hàm lượng DHA nhưng mà chưa hết nha. Còn có lutein và bên cạnh đấy kết hợp chung với nhau để hỗ trợ tăng cường thị giác cho con phòng ngừa được các bệnh về mắt cho bé như mình hỗ trợ phát triển não bộ tối ưu vượt trội cho con với sữa Nutifood Colot Immunel là thương hiệu đến từ Thụy Điển và được sản xuất tại Singapore em này nó sẽ có tem phụ đầy đủ phía trên luôn để chúng ta mua được sản phẩm chính hãng cho bé như mình. Và ở dưới đáy hộp là sẽ ghi đầy đủ ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng để cho các ông bố bà mẹ chúng ta lựa chọn được dòng sản phẩm chính hãng. Bên cạnh đấy xem được cái ngày tháng sử dụng hạn mới nhất để dùng tốt nhất cho con đúng không? Và với Câu một có lót imonel nó sẽ mang một cái màu vàng nhạt kết hợp với một màu trắng. Nếu các ông bố bà mẹ nào ở đây đang đi tìm kiếm một cái dòng sữa Súp tăng đề kháng cho con, súp bé hấp thu tốt, súp bé tăng cân thì đừng bỏ qua bạn này nha. Dòng này sẽ có số từ 0 cho tới 12 tháng ạ. Và số 1 cộng có nghĩa là cho bé từ 1 tuổi đến 2 tuổi. Và dòng 2 cộng là bé 2 tuổi trở lên. Đây là cái dòng bạn cải tín của cái dòng sữa non 24 giờ Nên là nhìn nó rất là chất lượng luôn. Các ông bố bà mẹ có thể tham khảo để cho con dùng nha. Mẹ Thảo đã để lại số điện thoại bên góc trái màn hình. Đây là số Zalo của shop mẹ Thị Thảo. Nếu các ông bố bà mẹ đang quan tâm đến dòng sữa Nutifood Go Plus Colot Imoneo thì có thể để lại thông tin phía dưới hay gọi trực tiếp cho nhân viên shop mẹ Thảo sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ nhất cho các ông bố bà mẹ chúng ta để mua được dòng sản phẩm chính hãng cho con nha.